Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay em Tiến tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn dòng súp VRX918 hàng bãi có nhá. Thì trước là những cái bộ 918 và LA932 là nó đồng bộ A-ray và em Tiến đã bán hai đôi full rồi, còn hai đôi súp và một đôi tay. Thì hôm nay em Tiến lên cái video này để cho các bác biết là em Tiến có tách lẻ súp bán riêng cho các bác thôi nhé. Trước thì nhiều bác hỏi là tách riêng súp mua súp, nhưng mà hôm đấy là em Tiến còn tay, anh ta để lại. Khi em bán hết tay rồi bắt đầu em bán súp cho các bác thôi nhé. Các bác xem video hay, nếu em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho Tiến baby các bác nhé. À với em Tiến thì các bác không lạ thừa gì nữa rồi, xuất sắc luôn, nó chỉ là bụi bẩn theo thời gian thôi. Các bác nhìn cái chốt cắm này. Đây là những cái mặt nhện này, bụi này. Đấy. Còn thùng vách nha, là không có chuyện xước sát hay là gì cả. Đấy. Đôi là anh thế mà đôi kia không thế có nhá. Đấy. Để nguyên si không mông mang máng cũng là tỉa tót gì cả. VRX918F này. Tiếp Senpai này, VBL in Mexico này. Đấy. Tất cả là nó đẹp xuất sắc, chỉ có bụi mốc theo thời gian thôi, lau qua cái là sạch các bác nhé. Còn đây là những cái mút này, theo thời gian thì nó cũng mụn dần này các bác này. À, có nhìn kỹ nhé. Đấy, em Tiến không dám lại mút nhức gì đâu. Quả nó như nào em Tiến để nguyên si nguyên bản từ cái kia về. Đấy. Các bác mua lẻ cũng được, mua một đôi cũng được. Đấy. Đây, đôi là như thế các bác này. Đẹp xuất sắc. Đấy, VRX918F F-Sempai VBL in Mexico. Đó. Em Tiến hiện tại bây giờ còn hai đôi súp VRX918 bãi Mexico và một đôi tay LA. Đây các bạn này. Để nguyên mụn này. Đấy. Chứ đôi khi là những hàng mà về mà có nhìn thấy đen bóng mà đẹp nhẽ nhựa là họ đã sơn lại rồi, dán lại mút rồi. Đấy, còn em Tiến để quên nhé. Còn nếu bác nào mà thích sơn lại thì em cũng mang đi sơn tĩnh điện cho đẹp xuất sắc, không nghĩ lại còn bãi về em để quên. Đấy, VRX932 là A-1. Thì hiện tại bây giờ cái súp VRX918 em Tiến có bán tách lẻ các bác nhá, giá là 22 triệu một chiếc, một đôi có là 44 triệu. Em Tiến bao ship toàn quốc cho các bác nhá, hàng bao zin bao ship từ ra đến cho các bác, sai trả lại thoải mái các bác nhá. Đấy. Hàng bên em Tiến này có sao từ bây giờ về thì em Tiến quay đúng như án thế, chứ không có mông má tỉa tót xương xi gì cả, chứ có bác bảo thì em mới chỉ tót sơ phi lại các bác thôi, hoặc không em để nguyên thằng bãi mộc về từ bên kia. Đấy, các bác mua bên em là cam kết bãi 100%, chứ không có hàng bờ trao đi đổi lại các bác nhé. Những hàng trao đi đổi lại thậm chí người ta bán 18, 19, 20 tùy. Đấy, những cái lo đấy đa số là nó bị hỏng hút phơ này, hỏng lọ ở kia này, thành ra họ bán cái giá rẻ đi. Ví dụ họ đang chơi này không phải, họ lại chuyển thằng chút khác thì họ này bán rẻ đi. Đấy, đó là hàng bờ rồi chứ không phải hàng bãi từ bên kia về nữa. Đấy, nói chung là các bác đi mua thì nói chung là tiền nào của đấy hết các bác. Đẹp thì nó phải tiền nó phải cao, còn nếu hàng bờ mở trao đi đổi lại rồi nó xấu đi thì giá phải nó rẻ hơn các bác nhé. Đấy, như anh em trao đổi lẫn nhau chứ thì có thể rẻ hơn, còn bên em Tiến là không trao đổi nhất gì cả, hàng bãi từ bên kia về như nào y ám thế. Đây các bác nhìn những cái hàng này mà về tay các bác nào chăm chút thì nó lại đúng như mỹ tinh luôn. Đó, 22 triệu một chiếc các bác nhé. Em Tiến bán là bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, để chốt then nó cũng sáng choang các bác nhé, nó chỉ bụi theo thời gian thôi. Quay sách quay nhất này, nói chung là không phải nghĩ, các bác mua những súp này các bác không phải nghĩ. 22 triệu một chiếc.
Trước thì nhiều bác hỏi em không tách lẻ, nhưng mà bây giờ em bán được loa tay rồi thì em mới tách lẻ cho các bác. Đó, 22 triệu một quả. Còn đây là những đôi loa SX725, hàng này là hàng mới full shop các bác nhé. Nhưng mà chẳng qua là em tháo thùng ra đấy để test nhạc những năm trước cho các bác nghe đấy. Thành bây giờ em cũng cho là hàng bãi đi, đúng không ạ? Hoặc là mua là giá là 62 triệu một cặp này, em bao ship toàn quốc nhé. Thùng shop thì mất rồi, em dọn nhà chuyện nhà nhất thì nó lát mất. Đấy, hàng full shop em vẫn còn, hàng mới tinh trong hộp shop vẫn còn. Đấy, các bác mua các bác liên hệ với em. Đây là hàng mới tinh, em bóc ra thì em thử loa. Sau bây giờ quá trình em test loa thì em cứ cho nó là đánh giá là hàng bãi đi. Đấy, các bác mua liên hệ sớm với em Tiến. Còn đây là những cái súp 518 này, rất nhiều súp các bác nhé. Súp 518 này cực đẹp luôn, minimal luôn. Đó, vâng, video em Tiến làm ngắn thôi, to độ gần chục phút thôi. Bác nào mà xem video hay thì nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho Tiến BB các bác nhé. Đấy, giá 2 triệu một quả. Còn bình thường như các bác mà thích dán lại mút sơn lại thì bảo em mới cho gửi đi, là họ sẽ sơn lại cho các bác. Còn nói chung là mút không cần thiết đâu, bỏ mút đi cũng được, thì phải dán sau thì một thời gian sau nó cũng lại mục. Đấy, 22 triệu một chiếc. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nếu mà có mua thì liên hệ theo số điện thoại là 0948 388 448. Em Tiến BB ở thị trấn Thổ Ba, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nhé. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn.